Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với tranh Amia. Ngày hôm nay thì cửa hàng tranh Amia sẽ gửi đến bạn một trong các mẫu tranh được mệnh danh với ý nghĩa là dư giả quanh năm. Đó chính là bức tranh kiểu ngư quần hội, mã tranh là Amia 4116. Đây là mẫu tranh kiểu ngư quần hội với thiết kế là ghép bộ 5 tấm, với các thiết kế là các tấm ghép lại lệch nhau như thế này. Đây là một trong các bức tranh nổi bật của dòng tranh in ảnh lát cán gỗ MDF phủ lụa lì. Các bạn có thể nhận thấy là khi mình vuốt tay trên bề mặt tranh thì có tiếng loạt xoạt ra. Đây là mình đã phủ một lớp lụa lì phía bên ngoài này để chống bay màu cũng như hạn chế việc chảy xước của tranh. Các bạn có thể hình dung ra là với cái việc mà thiết kế như thế này thì bức tranh sẽ rất là bền màu, và trong cái quá trình sử dụng của mình ấy, thì sẽ không lo là bị ố hay là bị vàng của tranh. Đằng sau của tranh ấy, đằng sau của tranh đã được lắp tất cả những cái chân như thế này, chân đế ở bốn góc của tranh đó. Cái việc lắp chân đế như này sẽ giúp cho chúng ta là tranh, các bạn thấy là khi mình ấy này, nó sẽ vẫn có một cái khe hở so với tường. Như vậy thì cái tường và tranh nó sẽ không áp vào nhau và sẽ tạo ra một cái sự thông thoáng của tranh, sẽ giúp cho tranh không bị cái hiện tượng là bị ẩm mốc. Đó. Đằng sau này thì có đinh treo. Các bạn có thể hình dung ra cái đinh treo này này. Thì trong một bộ tranh in như này thì Amia luôn tặng kèm theo cho khách hàng những chiếc đinh để treo tường như này. Cái đinh này sẽ giúp bạn không cần phải khoan tường, vẫn có thể treo tranh một cách thoải mái. Với những bức tranh có kích thước, đây là mỗi một tấm này thì sẽ có kích thước rộng là 30cm và bề ngang của nó là 30, bề cao của nó sẽ lần lượt là 90, 80 và 70. Các bạn có thể thấy với một bức tranh như này thì chúng ta có thể treo ở những không gian có diện tích tầm khoảng 15-20 mét, hoặc là treo ở trên ghế sofa với kích thước của ghế tầm khoảng 2 mét đến 2 mét rưỡi thì chúng ta đều có thể treo được cái bộ tranh như này. Tùy về cái không gian treo chúng ta có thể lựa chọn. Ngoài cái chất liệu này ra thì bạn cũng có thể lựa chọn các chất liệu khác như là chất liệu in trên vải canvas chẳng hạn. Với những bức tranh ấy làm bằng chất liệu canvas ấy, thì chúng sẽ khác so với dòng tranh in lát chút. Đó là tranh in trên vải canvas thì sẽ cái phần cạnh này này, nó sẽ không phải là nằm ở trên tấm gỗ MDF mà chúng sẽ được làm bằng khung nhựa composite như thế này. Và phía đằng sau sẽ được cán trên tấm Formex. Phía đằng trước này không phải là giấy ảnh của lụa mà sẽ là dòng vải. Cái vải này thì nó không thấm nước, vì thế nên cái việc mà lau chùi vệ sinh của dòng canvas này cũng là tương đối là dễ dàng. Nói chung cả hai dòng tranh canvas cũng như là dòng tranh in ảnh lát này thì việc vệ sinh của tranh rất là dễ. Với dòng in ảnh lát cán gỗ này thì độ bền màu của tranh rơi tầm khoảng 10 năm. Còn với các dòng in canvas thì nó rơi tầm khoảng 5 đến 7 năm. Nói chung là nếu như bạn để tranh treo tranh ở trong một cái không gian mà tường của bạn không bị ẩm thì độ bền tranh sẽ rất là cao. Một ưu ý nhỏ để bạn có thể bảo vệ cái bức tranh của mình, tuổi thọ của nó sẽ tốt hơn, đó là khi mà trước khi bạn treo tranh ấy, thì bạn nên xử lý lại cái bức tường của mình sao cho chúng không bị thấm, cũng như bề mặt tường nó được phẳng thì khi bạn treo tranh nó sẽ rất là đẹp. Như vậy, ngoài các mẫu tranh mà Amia vừa giới thiệu, nếu như bạn muốn tham khảo thêm nhiều mẫu tranh hơn nữa thì bạn có thể đến trực tiếp tại cửa hàng tranh Amia, hoặc bạn có thể truy cập website amia.com.vn để có thể tham khảo và xem chi tiết về các mẫu sản phẩm. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.